Quốc khánh 2 tháng 9 nhằm ngày Chủ nhật nên người dân sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai. Dự báo lượng hành khách sẽ tăng chủ yếu vào chiều tối ngày 30 tháng 8 và sáng ngày 1 tháng 9. Bến xe miền Đông dự kiến có thể đón trên 43.000 hành khách trong dịp này. Bến xe miền Tây và miền Đông đề nghị các đơn vị vận tải khi xây dựng mức phụ thu không quá 40% so với mức giá vé ngày thường và thời điểm phụ thu áp dụng chỉ trong 2 ngày, 31 tháng 8 và 1 tháng 9. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế ùn tắc giao thông, bến xe miền Đông bố trí phân luồng như sau. Các phương tiện xuất bến có hành trình hướng đi quốc lộ 13 sẽ được bố trí ra cổng 5, còn các phương tiện xuất bến có hành trình hướng đi đường cao tốc sẽ được bố trí ra cổng 3. Quý khán giả cần lưu ý là cả hai cổng này đều nằm trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Được biết, bến xe cũng cam kết sẽ phối hợp với thanh tra giao thông để xử lý tình trạng xe dù bến cóc.